Ngày 10 tháng 9, tại trụ sở chính, Vietinbank đã tổ chức buổi gặp mặt, chia tay đồng chí Phùng Khắc Kế, nguyên thành viên hội đồng quản trị độc lập Vietinbank, và đồng chí Cát Quang Dương, nguyên thành viên hội đồng quản trị Vietinbank. Thực hiện quy định của luật bảo hiểm xã hội và các quy định hiện hành, đồng chí Phùng Khắc Kế, nguyên thành viên hội đồng quản trị độc lập, chuyên gia cao cấp hội đồng quản trị Vietinbank, đã kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Đồng chí Cát Quang Dương, nguyên thành viên hội đồng quản trị, cố vấn hội đồng quản trị, sau nhiều năm lao động, cống hiến cho xã hội, cho ngành ngân hàng và hệ thống Vietinbank, đã nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019. Nhằm tri ân những đóng góp trong quá trình công tác của hai đồng chí đối với Vietinbank, Đảng ủy, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Vietinbank đã tổ chức lễ gặp mặt, chia tay đồng chí Phùng Khắc Kế, nguyên thành viên hội đồng quản trị độc lập, chuyên gia cao cấp hội đồng quản trị Vietinbank, và đồng chí Cát Quang Dương, nguyên thành viên hội đồng quản trị, nguyên cố vấn hội đồng quản trị Vietinbank, trong không gian trang trọng và ấm cúng tại trụ sở chính. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Trần Minh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, cùng các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và đại diện lãnh đạo các khối, phòng ban tại trụ sở chính Vietinbank. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank, đã điểm qua quá trình công tác và cống hiến của đồng chí Phùng Khắc Kế và đồng chí Cát Quang Dương. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Đức Thọ bày tỏ sự kính trọng, ghi nhận sâu sắc và lời cảm ơn chân thành về những đóng góp của đồng chí Phùng Khắc Kế và đồng chí Cát Quang Dương vào sự nghiệp xây dựng, phát triển, đổi mới và hoàn thiện của hệ thống Vietinbank. Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Đức Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, cộng tác, góp ý kiến và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của đồng chí Phùng Khắc Kế và đồng chí Cát Quang Dương để tiếp tục xây dựng hệ thống Vietinbank đổi mới toàn diện, phát triển an toàn và bền vững. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo Vietinbank. Đồng chí Phùng Khắc Kế và đồng chí Cát Quang Dương mong muốn và tin tưởng với sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và ban điều hành hiện nay, cùng với việc phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Vietinbank sẽ có một tốc độ phát triển mới. Đồng chí Phùng Khắc Kế và đồng chí Cát Quang Dương cũng gửi lời chúc tới toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên hệ thống Vietinbank để chúc sức khỏe, đoàn kết và làm việc với tinh thần ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.